đó thì mình sẽ chia sẻ cho cái phương pháp đó là khi mà thời tiết mà bị mưa gió hay là mưa lâu á, mưa lâu hay là anh em tắm trong cái ngày mà anh em tắm bị mà anh em cảm thấy cái thời tiết gió rất là nhiều anh em nhé, thì anh em nên dùng cái dầu miên này, nên dùng cái dầu miên này. Hiện tại mình mua về là 250.000 một chai, anh em nào mà cần thì mình sẽ chia lại cho. Đây, đây là một cái chai dầu mình dùng một chai nó rất là lâu ấy nhở, mình mua 250.000 đồng một chai anh em nhé, anh em nào cần thì mình chia lại cho. Đấy, khi anh em tắm chim, anh em nên sử dụng khi anh em tắm chim nhá, anh em nên tắm chim và anh em mở nắp ra và nhỏ bốn góc lồng, anh em cũng có thể rắc lên áo lồng á, áo lồng cũng được, bởi vì cái dầu này nó giữ lưu hương rất là lâu, nó lâu lắm chứ không phải là một ngày hai ngày nó hết đâu. Anh em có thể rắc lên áo lồng, nếu mà anh em không nhỏ bố lồng, anh em có thể rắc lên áo lồng để cho chim giữ ấm và phòng chống ở cái cách anh em bị có nhiều anh em bị trúng gió, chim trúng gió rất là tốt đó. Đặc biệt là những con chim nó bị yếu chân, đau chân á, một số anh em mà cắt móng này, thấy chưa, cắt móng mà móng bị phạm quá, bị chảy máu á đó, rồi những con chim mà nó bị trong quá trình nó nhảy nhót và nó đụng một cái gì đó, anh em cũng có thể cái dầu này anh em bôi lên cầu cho chim đậu cho mình nhá. Anh em bôi lên cầu cho mình rất là tốt anh em nhé. Bôi nhầm bôi lên cầu và chùm kỹ lại, chú chim nó sẽ cải thiện về cái độ mà bị đau chân rất là tốt. Ok Sony Phước nhá, tại vì buổi tối dạo này con bé em nhà anh nó bé con nhắn học buổi tối mà, cho nên là anh like buổi tối nó không đạt lắm, nó ảnh hưởng tới việc học của cháu, cho nên là anh tranh thủ vào buổi chiều mà khi bị ho nhẹ anh em xức cái dấu mẫu lồng á vẫn có thể điều trị được, vẫn ok được anh em nhé, chứ không có gì là phải anh em nuôi chim thì đại đa số là ai cũng phải bị ho hết, chú chim bị ho là hay là trúng gió, đó là cái chuyện thường tình và nó xảy ra rất là nhiều đối với anh em nuôi chim. Ngay cả bản thân mình lâu lâu vẫn bị, nhưng mà mình phải nên có cái phương thuốc hay là có những cái cách để mà mình phòng chống cũng như là mình giảm lại được cái tối đa cái hạn chế trong cái sự rủi ro để mình chăm sóc chính mình anh em nhé. Ok Nam nhá, chào Trình Phạm nhá. Đó, cái này là rất là hữu hiệu trong quá trình phòng chống và bị bệnh trúng gió. Anh em tắm chim xong anh em nhỏ một vài giọt bốn góc bố lồng anh em nhé, thì nói thật với anh em là cái vấn đề mà trúng gió là hầu như là không thể xảy ra đối với chính mình anh em nhé, hầu như là không thể xảy ra, anh em nên nhớ như vậy, bởi vì mình đã sử dụng bao nhiêu năm rồi cái dầu này và mình đã tìm hiểu rất là nhiều cái nguồn gốc của cái dầu miên này, sử dụng mà tìm hiểu nguồn gốc rất là nhiều đó, và tới giờ là đã khoảng chừng hơn một năm nay mình mới biết cái dầu công ty chính hãng này á, là được khoảng chừng hơn một năm nay thôi, chứ còn trước kia mình vẫn phải dùng hàng nhái, bởi vì thực tế mình không biết được, và người ta chỉ có về tới sân bay á, người ta mua và người ta nói đó là dầu miên nhưng thực tế không phải đó, thực tế không phải cái dầu đó, cái dầu này anh em nhé, đây là một cái dầu chính hãng mà mình đã mua và sử dụng cho tất cả các cái chiến binh nhà mình anh em nhé. Đó, đây là cái tại vì cái thời gian vừa rồi có rất nhiều anh em inbox hỏi mình anh ơi chim bị trúng gió rồi thế này thế kia đấy, nhưng mà mình đã chỉ bảo rất là nhiều, nhưng mà nhiều anh em không biết thế nào nuôi chim thế nào, cứ để bị trúng gió với lại ho biết đấy, thì đồng ý là bệnh ho thì nó cũng là cái bệnh nan y của tất cả anh em nuôi chim thôi, nhưng mà nó bị thường xuyên nhiều quá, nếu mà anh em chăm sóc chim nó bị nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới cái thời gian thi đấu này, nó ảnh hưởng tới sức khỏe con chim, mà đặc biệt là con chim nó không có độ ổn định trong quá trình thi đấu được anh em nhé. Chào Nguyễn Văn Châu nhá, anh em mình nhớ như vậy, nó không có ổn định trong quá trình đấu, bởi vì con chim nó ho là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nó ảnh hưởng tới cái hệ phổi của nó đấy, cho nên là anh em không có đủ thời gian để chăm sóc đi dượt dàn hay là những con chim đi thi anh em nhé. Đó, anh em đừng có tiếc, một vài trăm người anh em đừng có tiếc, nhưng mà phải mua và để trong nhà mình, đặc biệt là những cái rất đơn giản thôi, không kể con chim mà kể cả con người mình cũng có cái nhu cầu sử dụng của cái dầu miên đó. Đó, cho nên là nhiều anh em comment mình mà những cái lúc mình chia sẻ ở trên livestream này mấy ông trả vào, mấy ông hỏi. Đó, mấy ông chả bấm nút theo dõi, mấy ông mình chia sẻ trên này mấy ông chẳng vào, mấy ông cứ inbox mấy ông hỏi biết. Đó, mấy ông hỏi biết thì bây giờ mỗi đâu phải là một người hỏi. Không phải là một người hỏi mà rất nhiều người hỏi, mà mình thời gian mình không có. Đó, cho nên mình không có thể trả lời từng người một được.
mình không thể trả lời từng người một được, cho nên là anh em phải lưu ý là anh em cố gắng theo dõi cái phần bài của mình. Và những lúc mình live stream thì những lúc rảnh á là mình live stream thì anh em nên anh em vào anh em hỏi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ còn thực tế anh em inbox cho mình thì cũng được thôi, nhưng mà nó nhiều người inbox quá và mỗi người có một câu hỏi đó, cho nên mình không có thể mà mình trả lời hết từng người này từng người kia được. Đấy là anh em phải thông cảm với tôi như vậy. Bây giờ một ngày không biết là bao nhiêu người inbox mình hỏi mình cả, mà bây giờ mỗi người một cái câu hỏi đó mình không có thể trả lời. Mà bây giờ liên quan tới một con chim, một cái nguyên nhân của bệnh thì mình phải giải thích cho anh em hiểu cái nguyên nhân và cái cách khắc phục và cái phương pháp chữa trị, đó là cái ba tiêu chí và mình luôn luôn lúc nào cũng phải giải thích rõ ràng đối với anh em. Mà bây giờ mình inbox thời gian nó lâu như vậy thì không đủ thời gian để mình chia sẻ cho với anh em, để cho nên anh em phải thông cảm được cái đó. Bây giờ những lúc mình live stream như thế này mấy ông chẳng vào mấy ông xem đó, rồi là mấy ông chẳng vào mấy ông hỏi, tới khi con chim bị bệnh hay là những con chim như thế nào có mấy ông inbox mấy ông hỏi đó. Cho nên anh em đừng có tiếc, đây như cái dầu này anh em đừng có tiếc một vài trăm nghìn mà anh em bỏ quên chiến binh của mình mà để cho con chim mình nó bị nặng thêm đấy. Bây giờ cứ chạy ra cái mua cái ba cái đồ dầu Phật linh đồ thì thực tế là nó cũng được thôi, nhưng mà nó không hiệu quả trong quá trình chăm sóc con chim. Anh em nhớ, anh em đã chơi thì anh em không nên lơ là trong cái quá trình chăm sóc, bởi vì cái dầu này nó để với em là nó không kể mà nó hiệu nghiệm đối với con chim, mà kể cả cái sức khỏe của con người, sức khỏe của con người cũng cần phải có cái dầu này anh em nhé. Không cả không phải là có gì chiến binh đâu, nhưng mà chính bản thân con người chúng ta cũng cần phải có dầu này trong cái mùa mưa bão, trong cái mùa cuối năm. Được bảo lòng nhá, riêng chim tai long vẫn bình thường không có gì cả. Chính cái dầu này con chim nó sẽ hạn chế bị ho trong quá trình tai long, bởi vì trong quá trình tai long con chim cái sức đề kháng nó rất là yếu. Và cái nguyên nhân đầu tiên là anh em tắm chim tai long quá nhiều đấy. Cái nguyên nhân đầu tiên là anh em tắm chim quá nhiều trong cái mùa tai long, đặc biệt là trong cái thời tiết cuối năm này mưa gió thất thường, cái thời tiết nó lạnh và cái nhiệt độ nó xuống, độ ẩm cao đấy, nhiệt độ xuống và độ ẩm cao. Thứ nhất, thứ hai là lồng bị ẩm mốc và cái mùi mốc nó rất là khó chịu, cho nên dẫn tới sức khỏe con chim nó bị ảnh hưởng và nó sẽ bị ho trong quá trình chăm sóc đó. Đặc biệt bây giờ là cái mùa mưa bão, bây giờ cuối năm bây giờ mưa dầm 10 ngày càng nhiều, cả 4-5 ngày thế, cho nên là anh em nuôi nhốt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy. Mà anh em nên nhỏ cái dầu này ở trong bố lồng á thì nó sẽ hạn chế được cái mùi ẩm mốc nhiều hơn, và con chim nó sẽ giữ ấm được trong quá trình thay lồng, nó giữ ấm được, nó vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Bạn Bảo Long nhá, không có vấn đề gì cả. Cho nên anh em nên đừng có tiếc mua vài trăm nghìn mà tiếc một cái chai dầu như thế này mà anh em không nên mua. Mình nói thật với anh em, mình mua cả lốc, một lốc của nó là 12 chai, mỗi lần mình mua cả lốc như vậy, không kể chim nhà mình dùng mà kể cả bản thân thành viên hay là gia đình nhà mình vẫn dùng cái dầu này trong quá trình mà mỏi cơ, mỏi gối hay là những cái vấn đề gì mà liên quan tới xương khớp, hay là mình xoa nhẹ nhẹ ngoài da thôi, nó rất là tốt để anh em mình mà chăm sóc chiến binh anh em nhé. Đây, cho nên là anh em phải nên nhớ cái dầu này nó rất là nhiều dầu nhái, nó nhiều dầu nhái lắm, kể cả những thuốc tây á bán còn không chuẩn hàng đâu nha anh em, đừng có đơn có nghĩ là đơn giản đâu. Cái dầu này chính những thuốc tây bán còn không phải là dầu nhái. Mình đã từng mua và mình chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà hơn một năm nay mình mới biết được cái dầu này chính xác mới là dầu công ty đó, chứ còn trước kia bản thân mình không biết, mình vẫn phải dùng dầu nhái, mình không biết được đó. Đại mấy ông về mấy ông bán đó, bán cho mình là 280.000 một chai, nhưng cái dầu đó là người ta nói là hàng chất tay, không phải, người ta về sân bay người ta mua đó, về sân bay người ta mua cho anh em, người ta bán cho anh em đó. Cho nên là đôi khi cái đồng tiền của anh em làm ra nó khó khăn, đôi khi cũng quý thật, nhưng mà cái thuốc hay là những cái vật dụng mà mình cần thiết cho sức khỏe mới là cái điều quý giá hơn, đặc biệt là những con chim mà anh em chăm sóc anh em nhóc, mà những con chim nó khỏe mạnh, nó đạt thể lực, anh em con chim nó đạt cái thể trạng luôn luôn lúc nào cũng tốt, nó không có xảy ra những cái bệnh tình, thì anh em luôn lúc nào cũng thoải mái vui vẻ. Chứ còn anh em nuôi con chim mà cứ tiếc vài trăm nghìn mà để cho con chim nay ốm mai đau, rồi nay ho rồi mai rồi thế này thế kia, nó thứ nhất là nó không đảm bảo về sức khỏe của con chim, cái thứ hai nữa là nó trong thời gian mà mình chơi con chim nó đâu được bao lâu đâu anh em cứ nghĩ đi. Bây giờ trong một năm là con chim nó sẽ thay lông một lần, mình đã phân tích cho anh em tại sao nó như vậy. Một năm thì con chim nó sẽ thay lông một lần, và một lần thay lông như vậy thì nó dao động từ trên dưới 3 tháng,
đối với những con chim là thay lông là ok, là trên dưới 3 tháng, và có những con chim có thay lông tới 4 tháng. Đây là mình nói thật với em, mà hẳn nhà mình vẫn đang có những cái trường hợp đó, hẳn nhà mình vẫn đang có đó. Mau anh em vào đây xem, mỗi người cho xin một chia, xin được chia sẻ anh em nhé. Anh em cố gắng giúp mình một tay chia sẻ cho mình cái livestream này, để cho rất nhiều anh em không biết được những cái cách phòng chống chim bị trúng gió và bị ho. Cho nên là mong anh em vào đây xem, tương tác với mình thì cố gắng cho mình xin một lượt cái chia sẻ cho anh em lên các hội nhóm, cũng như nhận nhân anh em nhé. Đó là cái điều yêu quý mình và giúp đỡ mình một tay, đó là mình luôn luôn mong muốn đối với anh em như vậy. Cảm ơn anh Phạm Hồ Sơn nhé. Đấy anh em cứ nghĩ đi, những con chim bây giờ một năm thay lông một lần, là một năm chỉ có 12 tháng thôi đấy, mà con chim bây giờ nó thay lông dao động từ trên dưới 3 tháng, có con thay lông 4 tháng. Và khi thay lông xong anh em phải là nuôi lực, nuôi lửa, thấy chưa? Con nào nhanh thì khoảng một tháng là bắt đầu anh em cho đi rượt giã đi được, tức là con chim xong lông hết bụi và nó đạt thể lực thả lửa là khoảng một tháng. Có con chậm cả 2 tháng đấy. Đây là mình đang nói với cái chế độ gọi là con chim nó khỏe mạnh, nó bình thường, và nếu con chim nó đạt thể trạng tốt thì mất gì anh em có phải mất là 4 tháng, trên dưới 4 tháng, có khi gần 5 tháng để anh em chăm sóc một con chim thay lông xong, hoàn thiện bộ lông và đạt thể trạng tốt, đạt lửa. Anh em nghĩ đi, vậy thì đã mất 5 tháng rồi thì anh em còn bao nhiêu thời gian? Còn chỉ còn có là 7 tháng để anh em chơi, đúng không anh em? Còn 7 tháng nữa anh em chơi, vậy thì trong 7 tháng đó anh em bị con chim nó bị ho rồi thế này thế kia, rồi anh em phải trích thời gian ra để chữa trị nó. Đấy, chữa trị nó. Vậy thì anh em còn thời gian đâu mà để anh em chơi, còn anh em còn thời gian đâu mà để anh em đi bào giải nữa. Chào Trân Tùng nhá. Anh em cứ nghĩ đi, anh em nuôi chim như vậy thì nó đâu có còn thời gian để anh em chăm sóc, để đi dợt dàn rồi là đi thi thố nữa đâu. Còn có 7 tháng trời. Mình nói đơn giản thôi, một con chim nhà mình đi thi là mình chăm sóc con chim tốt, thể trạng tốt thì 2 tuần mình cho đi thi một lần. Nếu như cà phê là 1 tuần mình cho đi một lần. Đó là những con chim mình chăm sóc tốt và mình muốn cho con chim nó có độ ổn định. Nếu cà phê là 1 tuần một lần, còn nếu đi thi là 2 tuần một lần, mình sẽ cho đi thi đó. Và nhà mình là mình đi thi tại làm sao, có nhiều anh em bảo tuần nào cũng đăng giải, tuần nào anh đặt cũng có giải, tại vì nhà mình hiện tại là 4 con chim thi, hiện tại là và cứ tuần này con chim này thì tuần sau con chim khác đi thi anh em ạ. Đây là một cách mình thay đổi cái con chim, và mình muốn cho con chim nó có đủ thời gian, đủ thể lực để nó đánh những cái trận sau đó. Chứ mình không có cầm một con chim mà mình đi tuần này tuần sau, tuần này tuần sau, mình không bao giờ mình cầm một con chim mình đi thi như vậy, mình không bao giờ hết đó. Cho nên là mình luôn luôn lúc nào mình cũng phải có 3-4 chiến binh ở trong nhà mình để mình thay đổi nhau, để mình đi các cái giải, đánh cái giải, và tùy thể trạng mỗi con, chứ không phải là con chim nào như con chim nào cả anh em, mình đừng có sai lầm vào đó. Cho nên là cứ tuần này mình đi thi con chim này thì ngày tuần sau mình đi thi con chim khác, chứ mình không có cầm một con chim tuần này tuần sau, rồi không có con chim nào đủ thể lực, không có con chim nào đủ thể trạng để mà đánh miết như vậy được. Nói thật với anh em, nếu mà anh em cứ tuần nào cũng bắt đi, nói thật với anh em, như người còn đổ bệnh rồi chết, đừng nói con chim nữa. Nói thật với anh em, vậy chính bản thân người mình còn đổ bệnh còn chết, đừng có nói mà tới con chim con cò đấy. Cho nên là anh em con lạm dụng về cái phương thức tích lửa này, rồi bằng mọi giá để cho con chim đạt lửa tốt, và anh em phải chăm sóc cho nó làm sao. Bây giờ anh em đơn giản nuôi chim là anh em không thể tránh khỏi được cái vấn đề ho, vấn đề trúng gió, hay là đau bụng đi ỉa, hay là những cái vấn đề nó liên quan sức khỏe con chim, nó rất là cái những vấn đề liên quan. Mà bây giờ chính những cái đơn giản thôi, nó chỉ một vài trăm nghìn mà anh em tiết tiền, mà anh em đồng ý là đồng tiền, thì đôi khi đối với nhiều anh em khó khăn á, thì vài trăm nghìn thì cũng to thật, nó thật với anh em đấy. Nhưng mà mình đã chăm sóc một con chim, cho cái bài chim mình thì không kể con chim, mà kể cả đối với cái con người anh em của mình cũng cần những cái phương pháp đó. Cho nên là anh em nên dùng cái dầu này. Đây là một loại dầu mình luôn luôn khuyến khích anh em nên dùng các cái dầu này ở trong, dùng cho các chiến binh. Anh em không có nên dùng cái dầu tràm rồi, mình đã từng dùng rất nhiều, có nhiều anh em bày vẽ bảo là dùng dầu tràm cho nó rẻ tiền thế này kia, không hiệu quả đâu anh em ạ. Tất nhiên thì mình không nói là không phải hiệu quả, nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà nó không có mang cái hiệu quả cao, đặc biệt là những anh em còn non kém về kinh nghiệm. Ví dụ như bản thân như mình, hay là những anh em mà đã rành về kinh nghiệm chăm sóc chim rồi á, thì nó rất đơn giản, nó rất là ok, không vấn đề gì cả. Thì không kể mà dầu miên này, mà kể cả dầu tràm cũng được, không có vấn đề gì cả, vẫn được.
nhưng mà những anh em còn non yếu về kinh nghiệm, những anh em còn non kém về cái phương pháp chăm sóc, và đặc biệt những con chim khi anh em nuôi chim mà nó không may nó đổ bệnh hay là nó bị ho hay nó bị trúng gió như thế nào thì anh em không có biết đường nào để mà cứu chữa nó, không biết đường nào để cứu chữa cả. Cảm ơn em trai Công Thành nhá. Chữa ho không hết, lâu lâu ho tiếng có sao không anh? Tất nhiên nó phải những sức khỏe chứ Khánh Văn ơi, tất nhiên nó phải có, nhưng mà có tùy tình trạng con chim. Có những con chim mà cái thể trạng nó tốt, cái thể lực nó tốt thì nó vẫn vượt qua được và nó vẫn có thể thi đấu được, mặc dù nó cái thể trạng nó không đạt hiệu quả còn là 100%, nhưng mà nó vẫn ráng để nó vượt qua được cái những cái lực đó thì nó vẫn chơi bình thường. Nhưng mà cũng có con chim mà nó cái sức đề kháng nó yếu và nó bị như vậy thì nó sẽ khó khăn trong quá trình thi đấu bạn nhá. Anh chị về cách chim bị khàn đấy, cái vấn đề chào em trai Thìn nhá, cái vấn đề chị khàn mình đã nói rất là nhiều rồi. Cái vấn đề khàn giọng thì anh em nên cho uống mật ong trên đào. Thứ nhất là chống khàn giọng chính bản thân mình này, mà mình uống cái mật ong trên đào nó còn cải thiện cái giọng mình, cái trong cái họng rất là tốt. Đây hiện tại nhà mình đang dùng mật ong trên đào đây nhá. Bạn gì đây, bạn Kiên Lê nhá. Tim bạn khàn giọng thì nên uống cái mật ong chanh đào này bạn nhá. Thứ nhất là không ảnh hưởng tới sức khỏe con chim, thứ hai là nó không có bị tác dụng phụ cho chú chim nhà mình quá trình chăm sóc, và cái thứ ba là cải thiện cái giọng hóa của chú chim rất là tốt nhá. Mật ong chanh đào anh em nào cần thì liên hệ mình sẽ để ra gốc cho 380.000 anh em nhé, một vũ 3 lít chứ không phải là ít đâu anh em nhé. Ngâm mật ong rừng mình nha, mình ngâm là nhà mình là ngâm mật ong rừng chính cống chứ không có mật ong nuôi anh em nhé. 380.000 anh em nào cần inbox mình nhé, mình sẽ gửi cho. Ok chưa? Yeah. Chị khàn giọng rất là ok, kể cả ho luôn đó anh em ạ, chứ mà giỡn đâu, kể cả ho luôn á, chanh đào rất là tốt nha, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên nhiều anh em không biết là cứ cho uống tầm bậy tầm bạ nên hư chim hết. Chim ho lâu chị hết không anh? Cũng có con hết, có con không. Nếu mà chim mà ho lâu rồi á thì cũng có con hết, quan trọng bạn phải kiên trì bạn nhá. Cũng có con hết, có con không. Đây là cái vấn đề mà ho lâu năm còn ho mãn tính á thì mình không dám chắc chắn, nhưng còn những con chim mà bị mới ho để vào phát hết ngay, anh em cứ yên tâm. Uống có pha với nước không anh? Đúng rồi bạn Phan Hiếu, 3 lít thì có thể với bạn là cỡ mà bạn nhà bạn nuôi cỡ 5-6 con là dùng phải được nửa năm. Nếu mà dùng liên tục biết chưa, liên tục á, kể cả người nha, là khi bạn chim bị ho thì bạn pha với 50% mật ong trên đào và 50% nước ấm, nước đun sôi để nguội á, nước ấm thôi. Buổi sáng bạn bỏ vào cho nó uống, tới chiều bạn lấy ra và sáng mà bạn làm lại như vậy. Thứ nhất là con chim nó được thanh cái cổ họng, bởi vì trong thành phần mật ong trên đào là nó sẽ có mật ong rừng, cho nên nó sẽ thanh được cổ họng. Cái thứ hai nữa là nó giảm được cái đờm ở trong, nó có chanh đào nó sẽ giảm được cái chất đờm ở trong cái họng, chú chim rất là khỏe và thể lực rất là tốt. Ok chưa, nhà mình lúc nào cũng cần phải để dành cho chim hết đó, chứ không có trong chăm sóc chim là những cái thứ đó là không thể thiếu được anh em nhé. Đó, không kể chanh đào rồi những cái thứ này đó, đây là dầu miên và đây là một cái phương thức gọi là chống trúng gió rất là ok. Dạ, trúng gió bại chân mà bị đau chân á, gọi là trong quá trình chăm sóc của mình không may con chim nó bị đụng vào cái ghim chuối hay là cái dăm cầu hay là cái dăm nan á, đây là một cái hiệu nghiệm 100% anh em nhé, hiệu nghiệm 100%. Anh em nào cần mình sẽ chia sẻ cho giá, mình mua một lốc thôi, mình mới mua một lốc này đây chứ không phải ít đâu, mình mua một lốc chứ không phải ít anh em nhé. Đây là mình mua về để dùng đấy chứ không phải giỡn đâu. Ok bạn là Phan Hiếu nha, chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe. Đúng rồi đấy là Nam, bây giờ giả rất nhiều, cái dòng miền giả rất nhiều, chính bản thân mình như mình đã mua hàng giả rồi đấy, nó bán cho mình gọi là 280.000 một chai, 280.000 một chai mà mình dùng vẫn phải dùng hàng giả. Tới giờ mình mới biết được khoảng chừng hơn một năm nay đấy, hơn một năm nay là mình mới biết là hàng thật. Còn mình mua tiệm thuốc tây ấy, tiệm thuốc tây bán đó nha, chứ không phải đơn giản đâu. Sau đó là mình mua lại của người gọi là người mà ta có anh em đi nước ngoài về ấy. Đúng rồi đấy, nào toàn mua sân bay không, toàn về sân bay mua đưa về bán đấy.
Thế là trước đó thì mình có mua một số gọi là anh em mà người ta có người quen, người ta bên Mỹ hay là bên nước ngoài đem về á, thực sự với anh em chứ bây giờ mình nuôi chim mà đôi khi cho mình 500.000 mình không trước, nhưng mà cho mình giá dầu mình trước đó, vì sao mình có cái phương thuốc rồi cái những cái cần mình cần thiết cho các chiến binh nhà mình đấy. Nhưng nhiều khi bây giờ anh em cho vài 300.000 cho mình không thích, nhưng mà cho giá dầu thì mình thích, đúng chưa? Đấy, cho nên là nó là như vậy. Tôi tổng chào tất cả anh em nhé.